sân khấu và ngôi sao cô đơn. Hai thế hệ nghệ sĩ nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuyền và cố nhạc sĩ Thanh Tùng, dù ở hai thế hệ khác nhau nhưng mà vẫn có cùng chung thông điệp tình yêu con người, tình yêu nghề nghiệp và ánh đèn sân khấu tại nhà hát. Và quý vị khán giả với những tràng vỗ tay đều là tình yêu, sự thiêng liêng nhất trong trái tim của mỗi người nghệ sĩ. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua, tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ dàng. Tôi ước mình là một khúc ca, thắm trong thơ buồn vui câu hát. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga. Thời gian nào đâu sẽ giọt nước mắt rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào, chỉ vì có hắn hay muốn yêu quá thương quá nên khi thôi tình yêu đã xen vào lòng những biết cảm xúc tôi dâng trào và tôi đón cô. Dưới ánh đèn sân khấu có tâm nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nơi đứng xa, còn thấy một đô hoa cháy thắm vào tim. Có những lúc người hân hoan, có những lúc buồn biến mất,
vì mọi người, từng lời hát, từng nụ cười. Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem. Vì sao đúng hết lâu rồi mà em nghe. Trời ơi, vâng ạ.